Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người phụ nữ là người vợ các bạn nha. Trong tình huống của cô này thì bản thân cô đang tư vấn một người khác, tức là cô đang tham gia một khóa học của người khác, nhưng mà cô vẫn đi tư vấn tôi. Tôi không có nói rằng người kia dở, tôi giỏi mà cô mới tìm đến với tôi. Mà bởi vì trong cái tình huống khi người phụ nữ khổ đau và khi người phụ nữ sợ hãi mất gia đình, sợ rằng mình sửa chữa không có kịp, thì có bệnh thì vái tứ phương. Khi mà họ đã phải tìm rất là nhiều thầy để mà cứu chữa cho cái căn bệnh ngoại tình của chồng mình á, thì họ rất là tin tưởng và mong đợi vào những cái nhà tư vấn để hy vọng rằng người tư vấn có thể dạy cho họ cái cách gì đó để họ có thể giữ được gia đình. Nhưng mà có một số phần trọng tâm, tôi là người rất là thẳng thắn và không có thảo mai ha. Tôi nhìn vào đúng cái sự việc của bạn và tôi nói với bạn như sau: nếu bạn không bỏ chồng thì bạn không thể sống được. Đây là một cái lời nói hết sức vũ phàng. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ né tránh, tất nhiên là những người tư vấn tâm lý như chúng tôi họ sẽ né tránh, nhưng mà tôi sẽ nói rõ cho bạn biết để cho bạn hiểu được cái tình huống của mình và bạn tìm cái cách ứng phó cho cái tình huống cấp bách của bạn trong cái tình trạng như thế này. Cần phải làm như thế vì đó là giải pháp tốt nhất dành cho bạn. Bỏ chồng là giải pháp tốt nhất dành cho bạn. Vì sao? Bạn càng bỏ chồng lâu thì cái nguồn tài sản mà bạn nhận được trong cái vấn đề bạn ly hôn sẽ dần dần mất đi, và khi mà bạn chịu trận cho đến khi mà chồng bạn quyết định mà đơn phương ly hôn với bạn á, thì lúc đó bạn chẳng còn gì, thậm chí bạn còn tay trắng hoặc là bạn mang nợ nữa kìa. Khi mà trong cái tình huống chồng bạn đã có người thứ ba, và việc người thứ ba có phải là nguyên nhân để chồng bạn tẩu tán tài sản hay không, hoặc là chồng bạn đang làm ăn thua lỗ và việc mà chồng bạn muốn ly hôn, nó có rất là nhiều cái vấn đề ở trong đó. Mà những người vợ yêu chồng thì lại cho rằng cái việc mà bỏ chồng là cái điều họ không muốn làm. Họ thà rằng sống cùng với chồng cho đến khi mà tán gia bại sản thì họ mới chịu buông tay. Nhưng mà đó lại không phải là cách. Ví dụ như là một cái tình huống của một người đàn bà mà chờ chồng cho đến khi tán gia bại sản mới chịu chia tay, thì lúc đó họ và con họ rất là khổ trong cái việc sinh sống hàng ngày. Bởi vì lúc đó họ phải đi vay mượn, họ phải ở nhà thuê, tại vì nhà bán, xe bán, tiền trong ngân hàng phải trả nợ hết. Thì để mà không có bị dính án, gọi là án tù, thì phải đền bù thiệt hại để tránh những cái việc khởi án, khởi kiện của kẻ khác, đưa chồng bạn vào lao lý. Thì cái việc mà có những người đàn ông quyết tâm bỏ vợ để mà coi như là tẩu tán tài sản này, bỏ vợ để mà phân chia tài sản một cách rõ ràng này, để mà mình trả nợ hoặc mình có vào tù đi nữa thì cũng không có liên đới gì đến vợ con. Có những người đàn ông người ta chu đáo cỡ đó, nhưng mà họ không có muốn nói ra cho bà vợ nghe. Tại vì có những người vợ gọi là ruột bò, người không có sâu sắc, và người đàn bà đó không có thể lường trước được những cái vấn đề của xã hội sâu xa, nên nói cho người đàn bà đó thì người đàn bà đó cũng không thể nghĩ được những cái điều mà người đàn ông đang nghĩ. Cái tầm nhận thức của người đàn ông và người phụ nữ hoàn toàn chênh lệch nhau, thế nên là cái việc mà họ chia sẻ, họ nói ra là người phụ nữ không thể tiếp nhận được. Người phụ nữ thì cứ khăng khăng giữ lấy chồng trong mọi tình huống, vì nghĩ rằng mình có ba con, bốn con, năm con thì mình phải bám chặt ông chồng đó. Trong khi đó thì cái việc mà ly hôn giữ lại một khối tài sản, bây giờ tôi nói thẳng với các bạn, nếu mà bây giờ chồng của mình đang trên cái nhà đà trượt dốc, là đang dần dần mất tiền, mà anh ta yêu cầu đơn phương ly hôn hoặc là anh ta muốn thuận tình ly hôn, thì các bạn nên chấp nhận để các bạn giữ được 50% phần tiền, giả sử như vậy ha. Nhưng mà 50 phần tiền này mà bạn còn không giữ được thì đến khi mà bạn với anh ta ly hôn thì bạn không còn đồng tiền nào hết, bạn lấy đâu mà nuôi con? Nếu mà anh ta có vì người thứ ba, hoặc là anh ta tán gia bại sản, hoặc là bị người thứ ba lừa đi, thì đến khi mà anh ta quay trở về với bạn, bạn vẫn còn 50 đồng tiền, 50% đồng tiền, thì bạn vẫn có thể giúp cho anh ta tái dựng lại, gọi là cái sự nghiệp, xây dựng cơ đồ một lần nữa nếu anh ta là người có tài, có chí. Còn trong cái tình huống một người phụ nữ không thức thời, tôi không có chê các bạn nha, nhưng mà các bạn phải nghe kỹ từng tình huống, không phải tình huống nào cũng áp dụng giống nhau. Thế nên là tôi không có khuyến khích các bạn làm nghe video này và áp dụng cho tình huống của chính bản thân. Cái trường hợp này nó chỉ phù hợp và đúng với cái vị khách hàng mà tôi đang tư vấn mà thôi. Thế nên á, thuốc á, một cái đơn thuốc nó không phải áp dụng cho 100 người. Người nào bệnh đó uống thuốc đó bạn nha. Một
cái con thuyền đang đi trên cái dòng sông mà có cái lỗ mọt, có nghĩa là cái con thuyền nó bị lủng lỗ, nước vào nó đã đến 70% thuyền rồi, có nghĩa là nước nó đến cổ rồi, mà cái người ngồi trong thuyền vẫn cứ ngồi đó để chờ cái thuyền nó chìm. Trong khi đó, khi mà nước á, nó dâng lên 70% này này, mình bơi vào bờ, mình nhờ ai đó giúp, hoặc là mình quăng dây ra để kéo cái thuyền, hoặc là mình tìm cái cách nào đó để mà cầu may cái sự sống sót cho bản thân, thì không làm mà chấp nhận ngồi trên con thuyền đó để chìm hẳn luôn, thì cho thấy rằng người phụ nữ đó cũng không phải là người phụ nữ có cái khả năng cầm cơ cầm quyền và gọi là có trí trong cái lúc loạn. Bạn hiểu ý tôi nói không? Nếu bạn nói rằng bạn không muốn bỏ chồng thì cái việc mà bạn chia tay với chồng chẳng qua là một cái giai đoạn để bạn thâu tóm tài sản, giữ tài sản đó cho con bạn và bạn. Rồi cái ông kia ông đi với người thứ ba hoặc ông làm ăn mà ông thua đi, bạn vẫn có thể giúp chồng được mà. Bạn vẫn có thể kết hôn lại với người đàn ông đó mà. Nhưng mà bạn vẫn không có làm được điều này. Bởi vì sao? Bạn cố chấp cho rằng tôi phải giữ chồng, tôi bằng mọi cách tôi phải giữ chồng. Nhưng mà cái vấn đề là giữa bạn và chồng bạn đang hao hụt tài sản một cách dần dần và bạn đang nhận ra điều đó. Bạn là người có đầu óc nhưng mà bạn cứ nhìn thấy tiền nó thâm hụt, nó từ từ nó tù 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 lần, và có những cái lý do giữa bạn và chồng bạn chỉ là cái người quản lý tiền ở trên sổ sách, còn chồng bạn mới là cái người thực tế cầm tiền. Vậy cái đồng tiền của anh ta cầm đi đâu bạn có biết không? Không biết. Anh ta làm cái gì bạn cũng không biết. Bạn chỉ là cái người quản lý tiền ở gọi là quản lý tiền ảo thôi. Còn tiền thật là anh ta là người cầm tiền thật. Đấy. Nhưng mà khi có những cái tình huống như vậy thì cái việc mà ly hôn là cái điều cần thiết cho những người vợ phụ nữ thức thời và những người vợ thông minh trong cái tình huống đó phải ly hôn ngay. Tôi nhớ cách đây 2 hay là 3 năm về trước tôi có tư vấn cho một cái tình huống. Người phụ nữ từ khi đi tư vấn tôi á, là đang quyết định đến bán cái nhà rồi. Bán cái nhà ra thì nếu mà ly hôn thì được chia nửa cái nhà, rồi nửa cái xe. Tất nhiên là xe hơi là tiêu sản nhưng mà bán ra ít ra cũng được 100 200. Rồi cái nhà chia ra cũng được 1 tỷ 2 tỷ. Không nghe. Rồi cuối cùng nhà bán xong cái người đàn ông nó sống cùng với người vợ rồi bắt đầu cứ nói qua nói lại rồi làm ăn sao cuối cùng mất luôn cái nhà luôn. Xong rồi cái lại cuối cùng là nói sao cái bán luôn chiếc xe hơi luôn. Rồi đi ra nhà thuê ở, rồi còn chiếc xe Honda thôi. Bạn biết chiếc xe Honda là cái phương tiện cuối cùng để người ta đi làm. Ở Việt Nam thì nó đâu có tàu điện hay nó đâu có cái dịch vụ như Nhật Bản đâu. Mà cái xe hơi hoặc là xe máy là cái phương tiện người ta đi làm tối thiểu nhất. Mà ông chồng ông gạ bà vợ là bán luôn chiếc xe máy để cho ông làm ăn, gọi gì làm ăn, gọi là đánh đề trên mạng, mua những con số ở trên mạng để đánh cho nó nhanh, tại vì bây giờ phải gỡ gỡ để mà làm lại sự nghiệp. Mà cuối cùng bây giờ nhà mất, xe mất, rồi cái chiếc xe máy còn đang ở trên đà muốn bị bán. Rồi đến khi mà ông quyết định ông đơn phương ly hôn á, thì ông mới nói là ông đơn phương ly hôn để ông trốn với người thứ ba. Cái tình huống của bạn thì không đến mức như vậy, nhưng mà cái việc bạn là người kế toán, bạn thấy tiền bạc càng ngày càng thâm hụt, càng ngày càng mất dần đi. Vậy là có nghĩa rằng đến khi mà bạn ly hôn với chồng bạn là có thể là bạn không còn đồng xu các bạc nữa. Nên là người phụ nữ thức thời cần phải nhìn ra tình huống. Có những lúc chúng ta thua trong hiệp 1, nhưng không có nghĩa là chúng ta thua ở hiệp 2. Nếu bạn là người mà yêu chồng thì hãy chọn cái cách ly hôn để giữ được một số tài sản cho mình. Rồi sau đó mình giữ hoặc là mình làm lại, mình tái tạo, mình xây dựng được tiền. Nếu mà bạn còn yêu chồng bạn và chồng bạn sẽ quay trở về với bạn sau những lần thất bại và anh ta cũng học được những bài học, thì cái việc mà bạn giữ tiền lại là cái điều tốt đẹp để cho bạn vun đắp lại cho chồng, và chồng bạn cũng nhận ra được những cái vấn đề lợi ích từ cái việc mà bạn chọn cái cách ly hôn để mà giữ được tài sản cho bạn và cho con. Chứ không phải là chúng ta chờ thuyền nó đắm, nó chìm, rồi chúng ta chấp nhận ngồi trên thuyền đó, chúng ta cứ ngồi để chờ nó chìm và tất cả mọi người trên cái thuyền nó đều rơi xuống nước. Đấy không phải là một người mẹ thông minh. Làm như vậy là con bạn cũng khổ mà chính bản thân bạn cũng rất là khổ. Bạn lệ thuộc vào người đàn ông đó, lệ thuộc lụy đến một mức u mê như thế thì không phải là một giải pháp tốt với bạn. Trong trường hợp của bạn, bạn cần phải ly hôn, đó mới là điều tốt đẹp cho bạn và cho chồng của bạn nữa. Nếu mà một ngày nào đó chồng bạn quay về thì bạn vẫn có khả năng là giang tay giúp đỡ anh ta. Còn nếu mà bây giờ bạn chấp nhận ngồi chung thuyền với anh ta đến khi mà chìm thuyền á, thì khi mà anh ta bỏ bạn thì cũng là cái lúc bạn chìm luôn. Bạn cũng không thể nào sống một cái thoải mái, nói rằng bạn
sống rất vất vả khó khăn thì là cái điều mà bạn phải đối diện trong tương lai đấy. Đây là phần mà tôi tư vấn dành cho bạn. Tôi nghĩ rằng những nhà tư vấn khác không tư vấn giống như tôi. Và tôi nói thẳng vào trọng tâm của bạn, nếu bạn không thay đổi thì khả năng cao tương lai của bạn sẽ không có đồng xu các bạn nào nữa. Rất là buồn, rất là chia buồn cho bạn trong cái câu chuyện mà bạn tìm đến với tôi. Tôi vẫn biết rằng bạn tìm đến với tôi làm cách nào để hàn gắn chỉnh sửa với chồng, nhưng mà trong tình huống của bạn, ly hôn là giải pháp tốt nhất để cứu giúp cho chính bạn và cũng có khả năng là cứu chồng bạn sau khi mà chồng bạn thoát qua cái cơn cuồng quay này. Cái nghiệp lực của người đàn ông đó quá mạnh, bạn không cản được thì chính bạn phải là cái người nhảy ra con thuyền để cứu những đứa con, sau đó rồi mình mới dần dần cứu từng người. Đấy là cái cách giải pháp. Người mà biết thắng, biết linh hoạt trong những tình huống cần phải có cái sự uyển chuyển chứ không có cứng nhắc ngồi trên thuyền để chờ chết. Bạn hiểu không? Bạn có thể nhảy ra khỏi cái con thuyền đó, bơi vào bờ để tìm người hỗ trợ giúp cho bạn, giúp đỡ những người ở trên thuyền, chứ không phải là bạn cứ ngồi trên thuyền, bạn chờ nó chìm và bạn nghĩ cách làm như vậy là mình không muốn mất gia đình. Khi mà mình chìm như vậy, tức là mình đã mất tất cả và mất cả bản thân mình luôn. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong những cái tình huống khó của các bạn. Rất cảm ơn và rất trân trọng những cái nhân duyên các bạn đã tìm đến với tôi. Xin chào.